mẫu SUV điện tương lai sẽ thay thế Tesla Model Y, Mustang Mach-E. Những gì bạn đang xem không phải là một chiếc xe ý tưởng. Đó là phiên bản sản xuất của chiếc SUV điện Nissan Ariya lần đầu tiên được giới thiệu lần đầu tiên. Trở lại tại Tokyo Motor Show 2019 và nó sẽ đến Mỹ và Canada vào cuối năm 2022 với phạm vi hoạt động lên đến 300 km, cabin sàn phẳng, chế độ lái tắt mở và mức giá $47,000. Ariya hứa hẹn sẽ trở thành chiếc crossover chạy điện cho những ai không muốn sử dụng pin nền tảng mạnh mẽ của Tesla trông giống nhau. 2023 Nissan Ariya, thiết kế khen ngợi các nhà tạo mẫu của Ariya. Những người chắc chắn không ngại ngùng. Nissan gọi chủ đề thiết kế là chủ nghĩa vị lai Nhật Bản vượt thời gian, và mặc dù không chắc về từ đầu tiên, nhưng hai từ cuối cùng chắc chắn là đúng. Thành thật mà nói, không biết phải nghĩ gì về Ariya khi lần đầu tiên nhìn thấy nó món ăn dốc xuống ở cửa là một trong những yếu tố khiến một số người quen nhưng càng xem các bức ảnh nhiều hơn. Bắt đầu đón nhận cái nhìn của Ariya. Nếu được xem Ariya mà không có lời giải thích có thể đã cho rằng nó là phiên bản tương lai của mẫu SUV hạng trung Murano thông thường. Mặc dù Ariya nhỏ hơn về kích thước, nó nằm giữa chiếc Q4 e-tron nhỏ hơn một chút của Audi và một chút của Tesla, lớn hơn Model Y cũng như Mustang Mach-E của Ford, có kích thước tương tự Tesla. Cabin rộng rãi và Ariya bên trong. Ariya có cách tiếp cận tối giản, nhấn mạnh tính tiện ích của sàn phẳng không chỉ cho hàng ghế sau mà còn giữa các ghế trước. Hai màn hình với các nút điều khiển trên vô lăng là điểm trung gian tuyệt vời giữa nội thất truyền thống và phong cách tương lai rõ ràng của Tesla Model Y. Mặc dù một số người có thể cho rằng màn hình giải trí trung tâm có vẻ khá lỗi thời so với màn hình máy tính bảng khổng lồ trong Mach-E và Tesla. Hộp chứa đồ ở bảng điều khiển trung tâm được ngắt kết nối với bảng điều khiển và hoàn toàn có thể điều chỉnh được, bên cạnh không gian lưu trữ và đế sạc không dây. Nó còn có bộ điều khiển chế độ ổ đĩa cảm ứng và bộ chuyển số có kích thước bằng lòng bàn tay sẽ chuyển sang trạng thái tối khi Ariya tắt. Hệ thống truyền động điện Ariya sẽ có sẵn với một động cơ đơn và hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian E4ORCE. Đã lấy mẫu vào năm 2020 trên một con la nguyên mẫu được chế tạo từ Nissan Leaf. Ariya một động cơ cho công suất 238 mã lực và mô men xoắn. Trong khi Ariya dẫn động 4 bánh cho công suất 389 mã lực và mô men xoắn. Cả hai hệ thống truyền động sẽ được cung cấp ở các phiên bản tiêu chuẩn và tầm xa. Loại trước có pin 65 kWh có thể sử dụng được 63 kWh và loại sau có pin 91 kWh có thể sử dụng được 87 kWh. Nissan ước tính phạm vi pin cho phiên bản động cơ đơn tầm xa là khoảng 300 dặm, trong khi động cơ kép eForce sẽ có phạm vi khoảng 265 dặm. Với phạm vi pin của các đối thủ cao hơn nhiều. Thật bất ngờ khi Nissan tiếp tục sử dụng các gói pin ít kWh. Tuy nhiên, Ariya cũng sẽ có mức sạc 130 kW với sạc nhanh DC, chỉ mất khoảng 42 phút để sạc 100% với bộ pin 91 kWh. Sạc gói lớn hơn đó đến 80% sẽ chỉ mất hơn 33 phút. An toàn và công nghệ trên xe Nissan Ariya. Ariya sẽ đi kèm với một bộ đầy đủ các hệ thống hỗ trợ lái xe và an toàn chủ động, bao gồm cả câu trả lời của Nissan cho Autopilot của Tesla, mà hãng gọi là ProPilot Assist V2, không trên các mẫu Premier FWD và Platinum Plus eForce. Hỗ trợ ProPilot của Nissan với NaviLink là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Venture Plus. Trong một số điều kiện nhất định, đường cao tốc được phân chia chủ yếu và không quá ngoằn ngoèo, ProPilot sẽ cho phép người lái xe rời tay lái. Giống như Super Cruise của Cadillac, Ariya có một hệ thống giám sát cố gắng xác định liệu người lái có chú ý đến con đường phía trước hay không.
có một trải nghiệm tích cực với các tính năng giữ làn đường và tốc độ của hỗ trợ ProPilot trong Four Seasons Infinity QX50. Thế hệ tiếp theo của hệ thống này sẽ hoạt động tốt hơn nữa. Premier FWD và Platinum Plus cũng sẽ có ProPilot Park, hệ thống đỗ xe tự động của Nissan. Như bạn mong đợi, Ariya sẽ được trang bị công nghệ thông tin giải trí, bao gồm khả năng tương thích với Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây thông qua Nissan Connect. Hầu hết các chức năng của ô tô sẽ được điều chỉnh bằng khẩu lệnh. Ariya sẽ có khả năng cập nhật phần mềm qua mạng, không chỉ cho đơn vị thông tin giải trí mà còn cho hệ thống truyền động, khung gầm và hệ thống kiểm soát khí hậu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.